Áp thấp nhiệt đới đã chính thức mạnh lên thành bão số 4. Dự báo trong hôm nay, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ rất nhanh, khoảng từ 20 đến 25 km h tiến thẳng về các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam trong chiều nay. Đến 16 giờ chiều nay, tâm bão trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Nam áp sát đất liền với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vào 4 giờ sáng ngày 19 tháng 9, tâm bão cách Đà Nẵng 210 km về phía đông bắc, cách Quảng Trị khoảng 260 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, tại đảo Cồn Cỏ Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Cuối chiều và tối nay, bão đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Nam, sau đó đi dọc theo hướng Tây Tây Bắc tiến về khu vực Trung Lào, suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Đến 4 giờ sáng mai ngày 20 tháng 9, tâm vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào rồi tan dần. Do ảnh hưởng của bão số 4, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Tràm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6, cấp 7 là từ 39 đến 61 km h sóng biển cao từ 2 đến 4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 là từ 62 đến 74 km h giật cấp 10 là từ 89 đến 102 km h sóng biển cao từ 3 đến 5 m, biển động mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực biển từ Bình Định đến Cà Mau, phía Nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3 đến 0,5 mét, kết hợp với chiều cường và sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng thấp. Trên đất liền, ngay từ sáng nay, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 là từ 62 đến 74 km h giật cấp 10 từ 89 đến 102 km h sâu trong đất liền có gió giật cấp 6, cấp 7. Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý đến khả năng xuất hiện các ổ mây rông mạnh trước khi bão vào, gây mưa rông mạnh dẫn đến cây xanh gãy đổ, các mái tôn, biển hiệu quảng cáo có thể bị thổi bay. Cũng do ảnh hưởng của bão, hôm nay và ngày mai là đỉnh điểm mưa lớn ở miền Trung. Trong đó, từ sáng sớm ngày 19 tháng 9 đến đêm ngày 20 tháng 9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to và giải rác có rông với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm, có nơi trên 500 mm. Từ sáng sớm ngày 19 tháng 9 đến đêm ngày 20 tháng 9, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giải rác có rông cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 170 mm, có nơi trên 300 mm. Ngoài ra, trong chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Đến sáng sớm nay, sau một hành trình dài, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão ven bờ đây là cơn bão không mạnh nhưng rất nguy hiểm do thời gian di chuyển rất nhanh vùng ảnh hưởng rộng xuất hiện các nhiễu động trước bão gây mưa lớn gió giật mạnh cho đất liền các tỉnh quảng trị đến đà nẵng ngay từ sáng sớm qua do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nguy cơ cao xuất hiện ngập lụt ở vùng trũng thấp nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở vùng núi thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét sạt lở đất thời gian thực được tổng cục khí tượng thủy văn cung cấp trực tuyến tại địa chỉ http lũ quét sạt lở nchmf gov vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét sạt lở đất. Bão số 4 hình thành từ một áp thấp nhiệt đới khu vực vùng biển phía đông của Philippines. Vị trí hình thành áp thấp nhiệt đới này tương đối giống vị trí hình thành áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành siêu bão Iagi. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp JTWC của Mỹ, Áp thấp nhiệt đới có ký hiệu 98V sẽ sớm trở thành cơn bão số 4 và được xác định là sẽ ảnh hưởng đến nước ta. Tuy nhiên, ngoài áp thấp nhiệt đới 98V được dự báo sắp thành cơn bão số 4 trên biển Đông, còn xuất hiện một áp thấp mới có thể được sinh ra chính từ áp thấp nhiệt đới 98V. Hiện tại, áp thấp mới được ký hiệu là 99V có sức gió khoảng 30 km/h. Trên bản đồ của Zoom Earth có thể thấy áp thấp 99V ở cách áp thấp nhiệt đới 98V khoảng 450 km về phía đông và cách Đà Nẵng khoảng gần 700 km về phía đông. Vì áp thấp 99VK mới hình thành nên chưa thể biết nó sẽ phát triển hoặc di chuyển thế nào, có tương tác với áp thấp nhiệt đới 98VK hay không. Ngoài ra, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ nay đến hết tháng 9, biển Đông có thể đón từ 1 đến 2 cơn bão, tập trung vào 10 ngày cuối tháng. Các cơn bão này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta. Dự báo sang tháng 10, 11 khu vực miền Trung nước ta có thể đón mưa lũ dồn dập. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án tại công ty Xuyên Việt Oi về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, đưa nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Các bị can bị truy tố trong vụ án này gồm nhiều cựu lãnh đạo như cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, cựu Bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oi, Trần Duy Đông, cựu vụ trưởng vụ thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương. Theo cáo trạng, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oi, bị can Mai Thị Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu BOG và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng bị can Mai Thị Hồng Hạnh chỉ đạo nhân viên chuyển tiền quỹ BOG vào tài khoản cá nhân thay vì trích quỹ BOG theo quy định. Số tiền này được bị can dùng mua bất động sản, cho bạn bè vay, chi tiêu cá nhân, chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Cáo trạng xác định Mai Thị Hồng Hạnh đã cố ý sử dụng tiền thuế đã thu hộ cho nhà nước để dùng vào mục đích cá nhân. Việc này gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2021, khi giấy phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oi hết hạn, bị can hạnh có hành vi tác động, đưa hối lộ cho nhóm lãnh đạo, cán bộ Bộ Công Thương để được cấp lại. Những người nhận tiền được xác định là các ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng, Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng, Hoàng Anh Tuấn, cựu Vụ phó. Trong vụ án, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị truy tố về cả hai hành vi, gồm nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng số hưởng lợi bất chính của ông Thọ là hơn 1 triệu đô la Mỹ. Theo thông tin vừa mới cập nhật trên trang fanpage của mình, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo cho người dân về hiện tượng tin giả về áp thấp nhiệt đới bão số 4. Chiều và tối nay, các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi sẽ có thời gian tạm giảm mưa. Đây không phải là hiện tượng giảm mưa khi tâm bão qua. Theo trung tâm, áp thấp nhiệt đới vẫn đang ngoài khơi chứ không phải đã vào như trên mạng đồn thổi. Áp thấp nhiệt đới còn ở xa ngoài khu vực quần đảo Hoàng Sa, sáng mai mới tiến gần bờ và gây mưa to gió mạnh trở lại từ nửa đêm về sáng mai ngày 19 tháng 9, đặc biệt là các tỉnh từ Quảng Nam trở ra tới Nghệ An. Cơ quan khí tượng này còn nhấn mạnh, mong bà con không chủ quan nghĩ bão đã qua mà mất cảnh giác đặc biệt lưu ý trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia là cơ quan duy nhất ban hành truyền phát các bản tin dự báo cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai trên phạm vi cả nước theo quy định đồng thời trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho rằng hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội có quá nhiều chuyên gia bão tự phong và sống ảo đang chém áp thấp nhiệt đới bão đã vào khu vực trung bộ nên trung tâm mới có cảnh báo này các công dân chỉ theo dõi trang của trung tâm hoặc các trang chính thống khác có dẫn nguồn từ phía trung tâm, những nguồn không trực tiếp từ trung tâm ban hành đều là những tin không được kiểm chứng và là bịa đặt. Chiều cùng ngày, bản tin của trung tâm cho biết đến 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 430 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 từ 50 đến 61 km h giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km h Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Chiều 17 tháng 9, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thêm hai nạn nhân trong số 18 người mất tích trong vụ sạt lở đất tại xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Tính đến 6 giờ ngày 18 tháng 9, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 13 thi thể trong vụ sạt lở, hiện còn 5 người mất tích. Được biết, trường trung cấp 24 biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã cử cán bộ cùng 5 chó nghiệp vụ đến hiện trường hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Do địa hình bị chia cắt, Đội cảnh huyền phải dừng chân cách hiện trường tìm kiếm 10 km, tiếp tục được vận chuyển vào bằng xe công nông. Ngay sau khi cơ động đến hiện trường, các lực lượng đã nỗ lực tìm kiếm và đưa thi thể các nạn nhân về gia đình để tổ chức an táng. Trước đó vào chiều mùng 10 tháng 9, đỉnh núi ở thôn Nậm Tông bất ngờ ập xuống sau những ngày mưa lớn, vùi lấp 8 ngôi nhà làm 18 người mất tích, 11 người bị thương. Ngay sau khi sạt lở xảy ra, các lực lượng đã tìm thấy thi thể của 11 người. Hai nạn nhân được tìm thấy vào chiều qua, hiện còn 5 người mất tích.